Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến 35 phút tập Cardio List dành cho những bạn nào béo phì thừa cân. Thật ra bài tập này dành cho người béo phì thừa cân, nhưng mà nó cũng dành cho tất cả những cái bạn khác bình thường đang tập theo lịch tháng của Na. Cái bài tập này Na set là các động tác không bật nhảy lên, tập cardio tăng nhịp tim liên tục với nhau. Thế nên là các bạn hãy đẩy nhanh tốc độ thực hiện động tác lên. Các bạn làm càng nhanh thì nhịp tim của các bạn nó sẽ càng tăng cao, và như thế thì mới gọi là cardio nha. 3 phút đầu tiên thì chúng ta sẽ làm nóng cơ thể và khởi động. Sắp kết thúc năm 2022 rồi, mọi người đã có kế hoạch gì và dự định gì cho năm mới chưa? Mọi người hãy comment để cùng chia sẻ với Na nha. Na biết là càng gần đến năm mới và càng gần đến Tết thì các bạn sẽ càng bận rộn hơn, và tinh thần của chúng ta nó cũng sẽ nhãn ra, giống kiểu chuẩn bị bận rộn để chuẩn bị đón một cái năm mới ấy. Nên là các bạn sẽ không được tập trung trong việc cam kết theo lịch tháng nữa. Hy vọng rằng là các bạn hãy nhớ là nếu chúng ta không tập thì để 2-3 tháng qua Tết, đến lúc đấy tập trở lại mọi thứ nó sẽ như mới luôn. Mà việc tập luyện thì nó cần phải duy trì và đều đặn. Thế nên là mình phải tự kỷ luật bản thân của mình, đặt báo thức để nhắc, và lúc mà báo thức mà nó kêu lên thì mình phải nhấc mông lên và mình dậy tập. Một ngày thì chỉ cần tập khoảng 30 phút thôi cũng là tốt lắm rồi. Nếu mà bận quá thì tập 10 phút, 15 phút cũng được. Có còn hơn không mọi người ạ, vì nó phải duy trì một thói quen đều đặn nha. Bài tập ngày hôm nay thì nó không quá là mệt đâu, nó vừa phải các bạn ạ. Theo Na thì những bạn nào mà đã tập lâu năm với Na rồi thì nó còn nhẹ. Nhưng mà với những bạn mà ít khi tập hoặc là mới bắt đầu tập thì như vậy sẽ rất là vừa. Mọi người cũng có thể chia sẻ cái video này cho những bạn bè, người thân, anh chị em của mình, những người mà họ chưa tập, để họ có thể bắt đầu sử dụng cái bài tập này để bắt đầu nha. Chúng ta bước từng chân về phía sau, alternating lunge. Hai chân phải bước dài ra và gót chân chúng ta phải hướng thẳng lên trần nhà, gập đầu gối sau một góc 90 độ, đầu gối gần chạm đất, giữ thẳng lưng, mông mình hơi cong về phía đằng sau và siết chặt cơ bụng lại. Mọi người tiếp tục tập nhé, tại vì mình phải bỏ cái thảm ra, mình không muốn đặt chân lên trên thảm, nó sẽ bị bẩn thảm. Rồi, cả nhà mình chuẩn bị bắt đầu vào động tác đầu tiên, knee up marching. Lâu lắm rồi mới tập lại động tác này mọi người nhỉ. Một động tác cardio khởi động. Bắt đầu, mỗi động tác sẽ kéo dài 1 phút. Mọi người bắt đầu luôn nha. Đưa tay lên này, chạm tay vào đầu gối này, giữ thẳng lưng. Các bạn hãy vươn tay cao hẳn lên phía trên của đầu mình, để cái biên độ chuyển động của động tác nó dài ra. Mỗi khi chạm tay vào gối thì mình thở ra. Thở, 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 giật mạnh xuống nào. Mỗi khi thở ra thì siết chặt cơ bụng lại, đẩy rốn vào trong cho cái cơ bụng nó cứng lên, thì khi đấy lưng của mình nó sẽ thẳng. Chú ý không được còng lưng, không được gù lưng, phải giữ thẳng cái lưng lên nhá. Lưng thẳng bằng với siết cơ bụng. Tiếp tục nào. Còn 15 giây nữa. Làm nhanh nữa lên, nhanh nữa lên mọi người ơi. Nhanh lên nào. 10 giây nữa, hãy nhìn sang góc bên trái để chúng ta biết động tác gì chuẩn bị đến. Và chúng ta sẽ không có nghỉ giữa mỗi động tác đâu, sẽ bắt đầu luôn nha. Bắt đầu luôn này. Đó, nhảy dây mọi người ơi, come on. Nhảy luôn giúp Na nhá, đừng chờ Na, tại vì là Na phải nhìn vào cái màn hình máy tính thì mới biết động tác gì tiếp theo á. Còn các bạn thì có cái báo trước động tác ở trên góc bên trái rồi, nên là các bạn phải làm luôn. Cái tính chất của cardio list đó là chúng ta duy trì nhịp tim đều đặn và ổn định trong suốt thời gian tập, nên mình không nên dừng lại ở giữa chừng. Các động tác thì sẽ nhẹ nhàng, không có bật nhảy lên cao, không có động tác nào làm cho khớp gối của mọi người bị chịu áp lực cả, nên nó rất là an toàn. Khi nhảy dây mọi người phải siết chặt cơ bụng lại, siết cái phần vai, phần ngực, để khi chúng ta nhảy cái ngực của chúng ta nó không bị nảy tưng tưng lên. Toàn bộ cơ thể của mình nó đều cứng lại khi chúng ta tập cardio thì nó mới đúng kỹ thuật. Chuẩn bị đến động tác shuffle. Mọi
người nhìn góc bên trái này. 3, 2, 1, bắt đầu đổi sang động tác shuffle luôn. Chân phải, chân trái, chân phải, chân trái, liên tục. Giữ thẳng lưng và di chuyển chân rộng ra. Nếu mà hai cái chân nó cách nhau nhỏ quá thì nó đâu có mệt đúng không? Phải cách rộng chân ra, rộng chân nữa ra. Muốn rộng chân thì phải ngả người về phía trước, vươn dài người về phía trước giống như là chúng ta đang lấy đà để chạy nhanh ấy. Mọi người làm nhanh hơn được không? Làm càng nhanh thì sẽ càng đẩy được nhịp tim lên cao. Pam 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 pam, 23 giây nữa. Nắm chắc tay lại nào. Và giữ thẳng lưng, mở ngực ra, siết chặt cơ bụng lại. 1 2 1 2. 12 giây nữa nha. Chúng ta đổi qua động tác squat. Nào mọi người, bắt đầu squat liên tiếp nha. 60 giây liên tiếp. Mình ngồi xuống, hai chân mở rộng bằng hông nhá. Mũi chân hướng ra ngoài, góc 30 độ. Mở đầu gối theo hướng của mũi chân. Hạ mông xuống thấp hơn đầu gối và giữ thẳng lưng. Động tác squat là nữ hoàng của những cái bài tập thân dưới. Và Nam muốn là cho thêm cả cái động tác này vào trong bài tập cardio để các bạn được tập cơ toàn thân cho nó hiệu quả. Các bạn phải làm nhanh lên, để nhanh tốc độ lên thì nó mới gọi là cardio được. Nhanh nữa lên nào. Giữ thẳng lưng trong lúc mà chúng ta tập. Khi xuống hít vào, khi lên thở ra. Còn 15 giây nữa. Chú ý không bị võng lưng. Nếu các bạn không muốn võng lưng thì lúc xuống ấy, các bạn chỉ cần siết chặt cơ bụng lại. Bụng cứ siết chặt và lưng của chúng ta sẽ thẳng. Nhìn động tác tiếp theo ở bên trái của màn hình, squat jack. Sẵn sàng. Bắt đầu. Go. Down and up. Bật nhảy hai chân mở ra. Chạm tay xuống dưới đất. Giữ thẳng lưng và mở ngực. Động tác này thì cũng có bật nhảy lên một chút. Nên nếu bạn nào mà béo phì và cảm thấy bị đau khớp gối thì các bạn chỉ cần thực hiện tư thế squat basic bình thường giống như động tác vừa rồi thôi nhé. Mình cần phải tự điều chỉnh động tác để cho nó phù hợp với thể lực của mình. Còn 17 giây nữa. Tiếp tục bám sát vào động tác. Mình không dừng lại giữa chừng. 60 giây là một cái khoảng thời gian khá là dài cho một động tác. Thì vì thế trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà các bạn cần phải cố gắng lên, không nghỉ giữa chừng nhá. Squat twist nào, chuẩn bị này. Squat xuống rồi vặn người sang bên. Bắt đầu. Vặn người và đấm. Đó. Bình thường các bạn sẽ đấm nhẹ thôi đúng không? Bây giờ mình muốn các bạn đấm nhanh và mạnh. Nhanh và mạnh, làm nhanh lên. Nhanh, đấm nhanh hơn. Đấm xong mình thu tay, rụt tay về. Khi mọi người làm nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cả cơ bụng nữa. Và khi chúng ta ngồi xuống, mông phải thấp hơn đầu gối. Mông thấp hơn đầu gối thì mới sử dụng hết biên độ của cơ mông được. Còn nếu mà mông cao trên đầu gối thì chúng ta sẽ thấy đau cơ đùi trước nhiều hơn là đau mông á. Mắt các bạn nhìn thẳng về phía trước để giữ cho cái cổ của mình nó thẳng và chắc chắn. Có nhiều bạn khi ngồi squat xuống hay bị ngửa cái cổ lên, như thế cái gáy nó bị gập lại và các bạn rất dễ bị đau cổ trong quá trình mà tập luyện. Nên là hãy ấn cằm xuống và kéo dài cổ ra, mắt nhìn thẳng về phía trước nhé. Chuẩn bị động tác tiếp theo là lunge to squat. Chúng ta sẽ đổi chân liên tiếp nha. Mình ngồi xuống thì đưa một chân về phía sau, hạ đầu gối xuống sát mặt đất, sau đó thu chân đó về tư thế squat. Thực hiện liên tiếp. Squat này, lăng này, squat này. Mở rộng đầu gối sang hai bên theo hướng mũi chân. Luôn phải lưu ý cái kỹ thuật này. Các bạn làm nhanh được hơn không? Đẩy nhanh tốc độ lên nha. Nào, nhanh hơn nào, nhanh hơn nào. Tự mình đẩy nhanh tốc độ lên, không cần phải làm theo nhịp của Hana. Mình làm được nhanh hơn thì mình làm nhanh hơn. Cố lên, cố lên, cố lên.
10 giây nữa. Và chúng ta động tác tiếp theo là Walking Plank Mountain Climb. Mình sẽ bò về phía trước nha. Nào tập luôn nào, bò về phía trước. Đúng rồi. Sau đó co đầu gối lên 6 lần. Rồi lại bò về phía đằng sau, hạ gót chân xuống thì vào tư thế squat. Lặp lại, ngồi xuống squat, bò về phía trước. Khi mình bò mình phải xòe rộng căng 10 đầu ngón tay ra và miết lòng bàn tay xuống đất thật là chắc chắn nha. Xong lại bò lên, thẳng lưng hít sâu. Và làm lại nào, 1, 2, 3, 4, duỗi thẳng chân, hạ mông xuống, co đầu gối lên phía khỉu tay, gối chéo. Và lại bò lên, thẳng lưng, hít sâu. Lặp lại nào, 1, 2, 3, 4, co gối, 1, 2, 3, 4, và bò lên. Thấy không, động tác này rất là nhẹ nhàng. Bình thường nếu cho tập intermediate thì chắc là động tác này là cho mọi người chạy cong mông rồi, chứ đâu có được nhẹ nhàng như thế đúng không? Nào, chuẩn bị đến động tác tiếp theo là bao. Chúng mình sẽ bật nhảy từ bên này sang bên kia tại chỗ nha. Bắt đầu. Tiếp tục. Tiếp tục. Còn 30 giây nữa mọi người tiếp tục bouncing nha. Bounce từ bên này sang bên kia, bật nhảy như là một cái bạt nhún ý. Nhún từ bên này sang bên kia liên tiếp. Còn 20 giây nữa. Cố gắng lên mọi người. Ai mà lâu không tập cardio là tập bài này cũng sẽ cảm thấy tim của mình nó tăng cao và hơi khó thở một chút. Nhưng cái mẹo khi tập cardio đấy là mình đừng dừng lại. Các bạn mà dừng lại xong các bạn tập tiếp nó còn mệt hơn. Nó giống như kiểu tập hit ấy, tức là tim cao xong lại thấp, rồi cao xong lại thấp, nó càng mệt. Cứ giữ cái nhịp tim của mình ở cái mức trung bình như thế. Động tác tiếp theo là side lunge to knee up. Chúng mình sẽ hạ đầu gối sau giống sát mặt đất và tư thế lăng. Sau đó co đầu gối lên phía trước và bật nhảy lên. Hop. Sử dụng cơ bụng siết chặt lại để chúng mình có thể bật lên được cao nha mọi người nha. Tiếp tục nha. Rồi, để qua động tác tiếp theo nào. Đổi chân, chân kia, làm luôn. Nào, xuống sâu, rồi bật gối lên. Up, liên tiếp, không nghỉ ở giữa chừng. Ba mươi tám giây nữa, giữ thẳng lưng lên. Ai có thể thì mình làm nhanh hơn. Nhớ phải hạ đầu gối sau xuống sát mặt đất. Và các bạn phải cảm nhận vào mông. Tập ở đâu thì phải cảm nhận ở đấy nhé. Thẳng lưng lên nào. Đúng rồi, tiếp tục duy trì. Chỉ còn 20 giây nữa thôi. Chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Đừng bỏ cuộc ở giữa chừng. Tiếp tục di chuyển, tiếp tục nhảy lên. Kiên định lên. Chuẩn bị động tác tiếp theo là lunge and punch. Bắt đầu, hai chân mở rộng hơn vai. Chúng ta gập một đầu gối xuống tư thế lăng, xoay mặt sang bên trái và đấm tay thẳng về phía trước. Đó, Na sẽ làm chậm cho mọi người xem này. Xoay sang bên, kết hợp đấm tay. Sau khi làm chậm mà quen rồi, các bạn có thể thực hiện động tác đó nhanh hơn. Các bạn nhớ là những cái động tác đấm ấy, nó sẽ vào cơ bụng rất là nhiều. Bởi vì khi các bạn đấm ra, các bạn rút tay về lại nhanh thì nó sẽ phải sử dụng cơ bụng thì mới rút được tay về nhanh. Đấm xong đừng giữ tay ở đấy, đấm xong thu về luôn. Giống như kiểu kẻ thù, các bạn sẽ có thể chụp lại tay của bạn bất cứ lúc nào ấy, nên là bạn đấm xong bạn thu về luôn. 20 giây nữa nha.
Hít thở đều đặn, bất cứ khi nào mệt thì chúng ta không dừng lại mà chúng ta chỉ cần hít thở thôi. Há miệng ra, hít thở và kéo dài hơi thở ra. Thêm 10 giây nữa. Động tác tiếp theo là bất kích. Chạy, 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 gót chân đập vào mông nha. Sẵn sàng. Tiếp tục, tiếp tục. Gót chân đập vào mông hoặc là đập vào tay. Giữ thẳng lưng, mở ngực, siết chặt cơ bụng trong lúc chạy. Nhớ ổn định cơ thể nha. Hana buộc dây giày, các bạn vẫn cứ chạy tiếp nha. Hai mươi giây nữa. Thẳng lưng mở ngực lên nào. Mười giây nữa. Mọi người làm được đúng không? Chuẩn bị đến động tác tiếp theo. Nhìn này, side to side, hand touch floor. Sẵn sàng chưa? Tập liên tiếp luôn nha. Bắt đầu, chạy nào. Chạy từ bên này sang bên kia, tay chạm đất. Đúng. Khi chạy thì chúng mình vào tư thế squat nha. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Mười lăm giây nữa. Kiên trì và đều đặn nào. Chuẩn bị đến động tác tiếp theo, plank to down dog. Còn 3 giây nữa. Rồi, mọi người vào tư thế plank nha. Bắt đầu, plank. Hai tay chống thẳng ngay dưới vai và người tạo thành một đường thẳng. Đẩy mông lên trời và lại hạ mông xuống. Khi mình hạ mông xuống, mình thở mạnh ra bằng miệng. Lên mình hít vào, xuống thở ra. Và lúc thở ra, cơ bụng của mình siết chặt lại một cái. Hai bạn, siết lại này, đúng rồi. Siết chặt lại và giữ cho toàn bộ cơ thể tạo thành một đường thẳng. Cấm không được võng lưng. Chống chỉ định võng lưng. Nếu động tác này mà võng lưng là đau lưng lắm luôn các bạn. Các bạn hãy siết chặt cơ bụng lại, đẩy mạnh dồn lên trần nhà. Thì khi đấy lưng các bạn không thể nào mà võng được. Nếu các bạn tập mà nhìn vào mình trong gương thì các bạn hãy tự điều chỉnh kỹ thuật của động tác sao cho nó đúng nha. Hai tay của chúng ta chống thẳng ngay dưới vai. Lúc mình hạ mông xuống ấy, người của mình chồm về phía trước thì mũi của mình vượt qua đầu ngón tay. Như thế là chuẩn nhất. Nếu các bạn để tay mà bị lùi lên phía trước, bị tiến về phía trước chứ. Không hiểu sao mình cứ nói là lùi lên phía trước nữa. Tiến về phía trước thì nó sẽ bị đau vai mà không đau bụng đó. Chuẩn bị vào động tác tiếp theo, side plank knee to elbow. Side plank là chúng ta sẽ xoay mặt về phía trước này, chống khuỷu tay hoặc là chống cổ tay, chống bàn tay hoặc là chống khuỷu tay, sau đó mình co đầu gối chạm vào khuỷu tay. Ở động tác này nếu các bạn chống cả bàn tay xuống dưới đất giống như Na thì nó sẽ đau hơn và nặng hơn nhá, vì chúng ta phải sử dụng cổ tay để giữ trọng lượng của cả cơ thể. Nếu bạn nào mà bị đau cổ tay trong động tác này thì hãy tự hạ cái khuỷu tay xuống dưới mặt đất, chống bằng khuỷu tay thì nó sẽ đỡ đau hơn. Trong quá trình tập hãy ổn định toàn bộ cơ thể, co khuỷu tay vào đầu gối, thở, hít, thở, hít. Còn 15 giây nữa thôi, cố gắng nào, cố gắng nào. Vì mình không có thảm nên động tác này mình hơi bị đau khuỷu tay một chút. Nhưng mà mình vẫn cố gắng, các bạn cũng cố lên nha. Chuẩn bị đến động tác tiếp theo, chúng ta sẽ đổi bên nha cả nhà mình. Và bắt đầu, let's go. You can't tell what I'm wearing. Maybe you
Bạn nào mà mới tập không thể giữ được động tác này sao cho người thẳng ấy, các bạn có thể hạ cái đầu gối của chân dưới xuống dưới thảm, như thế các bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Đây là động tác tập vào cơ lõi, tập vào cả vai, cơ chéo bụng nữa. Cố gắng lên, còn 12 giây nữa. Co vào thì thở ra, vươn ra thì hít vào. Chuẩn bị đến động tác tiếp theo là push up kneeling to twist. Mình sẽ chống đẩy hạ đầu gối nhé. Sau đó mình đưa một tay lên trời, đổi tay liên tiếp nha. Chuẩn bị nào, vào vị trí luôn. Chống đẩy, chống đẩy, chống đẩy, chống đẩy. Bắt đầu luôn, xuống nào, xuống. Và đưa một tay lên trần nhà. Up. Hai tay sẽ mở rộng bằng mép thảm. Khi mình chống đẩy xuống ấy, thì khuỷu tay ép về phía góc nhà, hơi khép khuỷu tay lại về phía thân người một chút, để cái phần vai của chúng ta đã được nhấn xuống, nhấn vai xuống sâu. Và khi chúng ta chống đẩy xuống, ngực của chúng ta hạ xuống sát mặt đất ở giữa hai tay, cảm giác ngực của mình mở ra ấy. Mọi người cảm nhận được cơ ngực khi xuống không? Lúc xuống cơ ngực nó căng ra, và lúc lên mình chống lên thì cơ ngực nó gồng lên, mình nâng toàn bộ cơ thể lên. Chuẩn bị động tác tiếp theo là baby puppy push up. Động tác này Na cũng sẽ đổi thành động tác đơn giản, không bật nhảy lên, để cho các nào lên, hạ mông xuống tư thế squat, bước từng chân về phía sau, chống đẩy xuống và lên, duỗi thẳng chân ra và lại bước từng chân vào sát tay. Động tác này không cần phải bật nhảy lên, nhưng để tập được đúng kỹ thuật các bạn cần phải lưu ý rất nhiều đấy nhá. Chống đẩy là người phải tạo thành một đường thẳng này. Khi bước chân lên là gót chân phải sát vào tay, rồi hạ cái mông xuống để nó vào tư thế squat ấy. Đây này, squat hẳn xuống này, thẳng lưng lên, tránh bị còng lưng. Bạn nào có thể chống đẩy thẳng chân được thì các bạn làm thẳng chân luôn. Bạn nào mà có thể bật nhảy lên được thì vào động tác burpee chống đẩy như bình thường luôn. Tự điều chỉnh động tác sao cho nó phù hợp với thể lực của mình nhá. Chuẩn bị đến động tác tiếp theo là baby mountain climb. Mình vào tư thế plank, sau đó sẽ co từng đầu gối lên phía khuỷu tay của mình nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu luôn. Co từng đầu gối lên phía khuỷu tay của mình. Các bạn xoay chéo phần hông một chút, đầu gối nọ sẽ hướng về phía khuỷu tay kia. Bạn nào tập lâu rồi thì hãy chạy luôn, mountain climb, chạy nhanh 1 phút luôn. Chạy nhanh 1 phút là tim muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn đó. Bạn nào mới tập hoặc là thừa cân béo phì thì chỉ cần co từng đầu gối lên chậm rãi giống như Na thôi. Nhưng nhớ phải hạ mông xuống để người tạo thành một đường thẳng nha. Chống chắc phần tay thẳng dưới vai. Khi nào các bạn bị mỏi tay quá, các bạn có thể nghỉ khoảng 3 giây giống như Na rồi mình lại lên tập tiếp. Như thế thì chúng ta sẽ đi được hết cả bài tập, không bị đau và mỏi quá. Khi tập cứ lượng theo sức của mình thôi, không cần phải cố quá đâu các bạn. Nhưng mà đừng bỏ cuộc giữa chừng là được. 10 giây nữa. Cứ co gối lên thì thở ra, duỗi chân ra thì hít vào. Úi, Na bị nhầm à, Na bị nghỉ sớm hơn. 3 giây nữa. Đến động tác tiếp theo, burpee kick through. Động tác này thì mình sẽ không bật nhảy mà kiễng lên, sau đó chống tay vào sát chân, bật nhảy về đằng sau, đá từng chân sang ngang. Rồi, và lại bật nhảy lên tư thế squat, kiễng lên, bật chân về đằng sau tư thế bear crawl, đầu gối tạo thành góc 90 độ, chọc từng chân sang ngang. Khi mình chọc chân sang ngang thì cái đầu gối của chân trụ hướng thẳng lên trần nhà nhé. Làm lại này, bật về sau, chọc gót chân, ngửa ngực lên trời. Đúng rồi, động tác này là tập vào cơ trọng tâm nên mình phải siết chặt cơ bụng lại, làm thật nhẹ nhàng, cảm giác mình như một con mèo ấy. Con mèo đang vườn chuột ấy, nó nhẹ nhàng, nhẹ như thế là phải siết cơ bụng đó. Động tác này kỹ thuật hơi khó và mới. Nếu bạn nào không biết làm, các bạn có thể dừng video lại để tập theo cho đúng kỹ thuật rồi hãng làm tiếp nha. Mình ưu tiên là phải làm đúng kỹ thuật. Chuẩn bị sang động tác tiếp theo là lăng hop up. Hop up có nghĩa là bật cái chân trước lên nha. Chuẩn bị vào tư thế lăng. Rồi xin lỗi mọi người, mình phải cất thảm, bị OCD vực thảm bẩn. Sẵn sàng, một chân ở phía trước nè. Rồi co cái đầu gối của chân trước lên. Đúng, rút cái đầu gối cao hẳn lên, cao hẳn lên phía ngực của mình. Giữ thẳng lưng và mở ngực ra.
cái gót chân sau các bạn cần phải hướng thẳng lên trần nhà. Tập đúng kỹ thuật đấy là mình chỉ nâng cao gối lên là mình phải rơi người xuống luôn rồi, chứ mình không có đứng lên chân sau nhá. Chân sau gọi là giữ nguyên, lên thở ra xuống hít vào. 18 giây nữa mọi người ơi, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Bạn nào mà đau gối béo phì không làm được động tác này thì đổi sang động tác single lung giống như Hannah đang hướng dẫn ở trong video nhá. Hannah dạy thêm easy option để cho mọi người có thể theo được. 3 giây nữa và chúng ta đổi bên. Bắt đầu. Đổi bên. Na 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 na. Sẵn sàng, co gối lên. Còn 30 giây nữa thôi, tập liên tiếp nào, tập trung vào cái phần cơ bụng của mình. Mọi người hãy cố gắng lên, chỉ còn 20 giây nữa thôi. Tập luyện thì chưa bao giờ là đơn giản cả, nhưng mà chúng ta phải tâm niệm là mình phải rèn ý chí của bản thân nha. Playground parks with the trees and the cars, brownstone buildings with the kids on the porch, murals on the walls for the ones that we lost, bodegas on the corner. Đổi động tác tiếp theo, squat front kick, đá từng chân về phía trước, ngồi xuống này, đá chân về phía trước này. Khi đá chân, chúng ta sử dụng cái xương ở dưới lòng bàn chân, chúng ta đạp về phía trước. Động tác này sử dụng cơ bụng, mình phải siết chặt cơ bụng lại mình mới có thể đạp về phía trước chắc chắn được. Và khi đạp về trước, các bạn ngả người ra phía đằng sau. Lúc mình ngả người ra là cơ bụng của chúng ta nó cứng lên đúng không? 35 giây nữa, tập liên tiếp và đẩy nhanh tốc độ lên nào. Hãy làm hết sức của bản thân mình. Còn 20 giây nữa. Thế nào rồi, đến đâu rồi, có ai đang nghỉ không đấy? Có ai đang ăn gian ở trước màn hình không đấy? Đừng có ăn gian nhá, mình phải tiếp tục. Khi tập ở nhà ấy, là không có ai nhìn mình cả, không có huấn luyện viên để bắt mình tập. Thế nên là chỉ những người có ý chí, có quyết tâm và kỷ luật mới có thể giảm cân được khi tập theo các video trên YouTube thôi. Bạn nào mà không có kỷ luật thì phải thuê huấn luyện viên để huấn luyện viên bắt mọi người tập ấy. À, chạy cao gối nhá. Up. Đầu gối cao ngang bằng hông, siết chặt cơ bụng lại. Cố gắng lên mọi người ơi, cao gối lên nào. Ai bỏ cuộc đấy? Không ai bỏ cuộc nha. Chúng mình không phải là loser nha. Những cái bài tập đơn giản như thế này mà mình không vượt qua được thì làm sao mình có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống đúng không? Thế nên là mình phải tự nhủ bản thân là mình cố gắng lên, mình phải vượt qua. Chỉ 10 giây nữa thôi. Cao gối lên nào. Sắp hết rồi đấy. Đoạn cuối này là Na cho mấy bài cardio nhảy lên liên tiếp để cho mọi người tăng cao nhịp tim. Chuẩn bị triple run. Chạy từ bên này sang bên kia 3 bước chân nhá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái nhịp số 3 thì mình co gối lên ngang bằng hông, gập cao gối lên. Đó, nhịp 1, 2 thì chỉ cần chạy bước nhỏ sang bên là được. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiếp tục. Mình tin là mọi người có thể làm được. Mọi người tiếp tục đi mọi người ơi. Đây là những giây phút cuối cùng của bài tập hôm nay rồi. Ui, nhạc vui hơn rồi này. Đấy, nhạc vui hơn một cái là có cảm hứng tập luôn đấy, đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chạy cao gối. Tiếp tục đi, không dừng lại. Chúng ta có thể làm được. Come on. 11 giây nữa. Rồi, đến động tác tiếp theo là động tác mà ai cũng biết, jumping jack. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu, vào luôn. Luôn. Rồi, gồng cứng phần tay lên là mọi người, giống như là mình đang nắm chặt tay lại để mình đấm vào ai đấy ấy. Mình phải gồng cứng cả phần vai, cả phần ngực lên.
Nắm chắc tay vào, hai tay chạm vào nhau ở phía trên đầu rồi hạ hai tay xuống chạm vào nhau ở bên cạnh đùi nhá. 30 giây nữa. Sắp hết rồi. Hai mươi giây nữa. Đánh răng còn lâu hơn là 20 giây. 20 giây hoàn toàn có thể cố được. Tiếp tục. Nào, có ai đang bị nảy ngực tưng tưng không? Gồng xiết phần thân trên lại. Nhìn sang bên trái, chuẩn bị cho động tác tiếp theo. Run side to side and wave. Kiểu vẫy tay đó các bạn. Vẽ tay một nửa vòng tròn từ bên này sang bên kia. Nào, bắt đầu đi. Vẽ tay nửa vòng tròn. À, mình đang suy nghĩ. Đúng rồi, chạy 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 sang bên, xong rồi vẽ tay một nửa vòng tròn. Các bạn hãy cúi gập người xuống sâu vào, hai tay thấp hơn đầu gối hoặc là ngang bằng với đầu gối, thì như thế các bạn sẽ tập được thêm vào phần cơ bụng nữa. Không biết ở đây đã có bạn nào tập cúm na được hơn 1 năm theo lịch tháng chưa? Nếu có rồi thì các bạn hãy comment nha. Gần cuối năm rồi, nếu các bạn có thể cho Na những cái bức ảnh before after sau 1 năm tập cùng với Hana thì sẽ rất là tuyệt vời. Hana biết rất là biết ơn mọi người, vì đó, cái thành quả của mọi người đó chính là cái điều mà Hana lấy làm động lực để quay video YouTube hàng tuần đó. Nhìn sang góc bên trái, chuẩn bị động tác tiếp theo. Lăng, fast, fast, slow. Chuẩn bị này, vào tư thế lăng này. Chân trái, chân phải, xong rồi hạ xuống chậm. Trái, phải, chậm. Phải, trái, chậm. Trái, phải, chậm. Phải, trái, chậm. Tách rộng hai chân ra. Trái, phải, chậm. Phải, trái, chậm. Tiếp tục, thẳng lưng lên. Gập đầu gối xuống sát mặt đất nào, thẳng lưng lên nào. Bước rộng hai chân ra một tí nữa đi mọi người ơi. Đúng rồi, mọi người giỏi lắm. Mọi người làm được rất là tốt, rộng chân ra một xíu nữa. Tiếp tục, tiếp tục. Không nghỉ, không bỏ cuộc. Còn 23 giây nữa. Nào. Đúng rồi. Chúng mình phải thế chứ. Chúng mình phải nỗ lực lên. Vượt qua những khó khăn, vượt qua những trở ngại. Thật ra khi mà chúng ta mỏi, nó chỉ là vấn đề của não bộ thôi. Nếu mà chúng mình nghĩ là chúng mình cố gắng lên và tiếp tục làm thì nó sẽ hết thôi mà. 3 giây nữa. Nào, giữ ở tư thế plank. Đây là động tác cuối cùng rồi đấy. Hạ người xuống tư thế plank cả nhà ơi. Giữ 60 giây ngay bây giờ. Chính lúc này. Giữ nguyên 50 giây. Hạ mông xuống để người tạo thành một đường thẳng. Mắt nhìn về phía trước. Ấn vai xuống nào. Hãy giữ cho khoảng cách của giữa tai với vai nó thật là xa. Các bạn càng ấn vai xuống, càng khóa chặt cái khớp vai lại thì sẽ càng không bị đau vai và tập vào cơ bụng nhiều hơn. Bây giờ mỗi hơi thở ra, các bạn siết chặt cơ bụng lại. Nào, thở ra nào. Siết chặt cơ bụng lại. Đó, đẩy mạnh rốn lên phía trên trần nhà. Tập plank là phải vào bụng nhé. Tập plank mà mỏi vai thì không nói nhé, không tính nhé. Mà muốn mỏi bụng thì mình phải chủ động siết cơ bụng. Tiếp tục, tiếp tục. 10 giây nữa. Sắp hết rồi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuyệt vời. Cái cảm giác tập xong sao mà nó sung sướng đến thế hả mọi người ơi. Dù nó là 30 phút hay 60 phút thì nó cũng rất là sung sướng. Cảm giác là mình đã hoàn thành một cái gì đấy ấy. Mình sẽ yên tâm để làm những điều khác trong ngày đúng không? Mình rất là thích tập vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Buổi sáng, buổi trưa gì đấy. Vì như thế, chiều dù mình có làm bận ấy, thì mình cũng cảm giác yên tâm vì đã hoàn thành xong KPI một ngày. Những hôm nào mà mình không được tập thì mình sẽ rất là buồn ấy. Mình cảm thấy bị thiếu thốn, cảm thấy không đạt chỉ tiêu ấy. Mọi người có thấy thế không? Thật ra ấy, nếu mà chúng ta kỷ luật và năng suất với bản thân ấy, thì tỷ lệ cao là chúng ta sẽ có cái sức khỏe tâm lý tốt hơn. Vì khi mà chúng ta hoàn thành những cái việc mà chúng ta đề ra trong ngày thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được là mình là một người giỏi, mình đã nỗ lực, mình đã cố gắng hết sức mình. Thì lúc đấy kết quả có ra sao thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Còn nếu mà các bạn bận này, hoặc là các bạn lười mà các bạn không tập, thì dù các bạn có 100.000 lý do cho cái việc các bạn không tập, nhưng mà tâm lý của các bạn sẽ vẫn là cảm thấy bối rối, cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy bản thân mình không đủ tốt ấy. Vì thế, hãy cố gắng tập luyện vào một cái buổi sớm ở trong ngày, hoàn thành chỉ tiêu để cho chúng ta tự tin hơn. Thì lúc đấy, mọi việc tốt hơn nó cũng sẽ đến các bạn ạ. Nếu các bạn không biết là phải tập như thế nào, kỹ thuật ra làm sao, chỉnh sửa kỹ thuật này, hoặc là không biết phải ăn như thế nào để giảm cân, hoặc là giảm mỡ, hoặc là tăng cân, thì các bạn hãy nhắn tin cho mình ở trên Facebook Inspire Online Coach, hoặc là Inspire Boutique Fitness, hoặc là Hana Giang Anh để đăng ký tập luyện cùng với mình nhé. Hiện tại mình đang có gói 6 tuần giảm mỡ cấp tốc để đón Tết. Sau Tết thì cũng có gói này luôn, và giảm giá tận 30% để lôi kéo mọi người đi tập luyện đó. Hẹn gặp lại mọi người. Bye.